Tiểu sử diễn viên Vĩnh Sương bỏ cương vị trưởng đoàn nhà hát kịch để bán bánh canh phở bò. Vậy thì diễn viên Vĩnh Sương là ai? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua video này nhé. Diễn viên Vĩnh Sương sinh năm 1975, quê tại Hà Nội, tên đầy đủ là Nguyễn Vĩnh Sương, là một diễn viên đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề diễn. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Hòa Mi Về Tổ, Những Người Bạn Học, Bức Đại Tự, Hà Nội 12 Ngày Đêm, Vào Nam Ra Bắc, U Tôi. Với chiều cao khiêm tốn, gương mặt toát lên vẻ hiền lành, chất phác, Vĩnh Sương thường được giao cho các vai diễn trai quê, anh chàng có tính cách nhút nhát thật thà. Sau 20 năm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, anh tự nhận mình không thuộc dạng diễn viên ngôi sao, khả năng diễn của anh ở chỉ mức tạm ổn. Chính vì thế anh đã từ bỏ chức quản lý tại một nhà hát nổi tiếng để làm ông chủ bánh canh và ghẹ phở bò. Sau 20 năm diễn của Vĩnh Sương không có thăng mà chỉ có trầm. Trên truyền hình thì anh xuất hiện khá nhiều phim nhưng lại không được nhớ tới nhiều, và trên sân khấu anh cũng có nhiều vai diễn nhưng không ai để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Nam diễn viên cũng tự nhận rằng mình chỉ là diễn viên yêu nghề, chăm chỉ, tận tụy với vai diễn của mình. Dẫu vậy, anh vẫn tự hào với một vai diễn, đó là nhân vật Nam Ô Tô Điên. Là vai diễn chỉ xuất hiện khoảng 3 phút nhưng sau 20 năm khán giả vẫn còn có thể nhận ra anh, và anh tự xem đó là một niềm hạnh phúc của mình. Cũng chính vì những lý do đó mà Vĩnh Sương đã xin thôi việc và từ chức trưởng đoàn biểu diễn một nhà hát kịch Việt Nam. Quyết định nghỉ việc để hoạt động kinh doanh của anh khiến cho nhiều đồng nghiệp và người thân của anh chấn động. Về lý do chia tay nghệ thuật thì nam diễn viên cho biết: bước ngoặt có tính lớn nhất là vào năm 2013, vợ tôi sinh đôi nên áp lực về kinh tế. Thời điểm đó, con đường nghệ thuật của tôi vẫn đều đều, không có sự đột phá. Kinh tế dù có khó khăn, song tôi vẫn cầm cự được với những công việc tại nhà hát. Nhưng về lâu dài, với mức thu nhập từ nghệ thuật thực sự không đảm bảo cho cuộc sống của gia đình, mà tôi không muốn con cái lớn lên trong thiếu thốn. Vì thế, tôi nghiên cứu thị trường và quyết định rẽ sang hướng kinh doanh. Thời gian đầu, tôi rút dần công việc tại nhà hát, xin thôi trưởng đoàn, và đến năm 2014, tôi xin nghỉ hẳn về chuyên tâm cho công việc mới. Tuy nhiên, những vở diễn cũ tôi có vai thì khi cần tôi vẫn tham gia đóng góp cho nhà hát. Sau khi nghỉ việc, anh cùng diễn viên Anh Tuấn đã nam tiến để học cách làm món bánh canh ghẹ, và sau đó cả hai đã trở về thủ đô để mở quán bánh canh ghẹ. Sau khi công việc kinh doanh của quán bánh canh ghẹ ổn định thì anh mở thêm quán phở Kinh Kỳ tại phố Hào Nam. Chia sẻ về cơ duyên đến với ẩm thực của nghệ sĩ Vĩnh Sương, vui vẻ cho hay: tình cờ một người bạn thân thiết của tôi trong một chuyến công tác miền Nam vài năm trước đã có dịp thưởng thức món bánh canh ghẹ và rất thích hương vị của nó. Anh ấy liền giới thiệu cho tôi và một số bạn bè ngoài Bắc cùng thưởng thức. Ngay lập tức tôi cũng bị lôi cuốn bởi món canh đậm chất Nam Bộ này và nuôi mộng mở nhà hàng bánh canh ghẹ từ đó. Sau cái duyên với món ngon của Nam Bộ lại được bạn gợi ý nên Vĩnh Sương quyết định đem ý tưởng mở tiệm ăn bàn với người bạn diễn thân thiết, nghệ sĩ Anh Tuấn, và được anh nhiệt tình hưởng ứng. Vậy là cả ba người đồng lòng, đồng sức và quyết tâm sẽ đưa bằng được hương vị ẩm thực độc đáo của Nam Bộ ra ngoài Bắc. Từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành xong cũng mất mấy năm trời. Cuối cùng thì sau bao gian nan, bộ ba này cũng thực hiện được ước mơ của mình, đó là mở một nhà hàng khang trang tươm tất ngay giữa lòng thủ đô. Bọn mình là nghệ sĩ nên khi chuyển sang kinh doanh ẩm thực cũng phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lắm. Nhà hàng của bọn mình tuy không bề thế và hoành tráng như người ta nhưng cũng hội đủ ba yếu tố vô cùng quan trọng, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nghệ sĩ Vĩnh Sương tâm sự: anh và hai người đã rất tâm đầu ý hợp ngay từ ngày đầu tiên, mọi khó khăn đều được giải quyết suôn sẻ. Bên cạnh đó, sự ủng hộ của bạn bè đồng nghiệp cũng góp phần không nhỏ khích lệ bộ ba tự tin hơn với quyết định của mình. Ngôi sao lồng tiếng miền Bắc. Nói đến thế hệ lồng tiếng miền Bắc không thể không nói đến diễn viên Trọng Phan, Lan Hương, Đỗ Kỷ, Đình Chiến, lứa tiếp sau là Công Lý, Tùng Dương, Trung Hiếu. Tuy nhiên sau đó Trung Hiếu làm quản lý, Tùng Dương đi làm kinh doanh, anh Công Lý học đạo diễn, thì từ 2007 đến 2013 thì Vĩnh Sương là ngôi sao số 1 lồng tiếng với giọng nam trẻ. Trời phú cho Vĩnh Sương một giọng nam khá trung tính, không quá tính cách,
không quá mềm mại nên được mời lồng tiếng rất nhiều. Bộ phim nào của Vĩnh Sương cũng lồng vai chính hết, hết vai chính này đến vai chính khác, trong đó có Hồng Đăng, Hải Anh, Việt Anh. Các xê lồng tiếng ngày ấy của Vĩnh Sương có giá 500.000 đồng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 và chiều là từ 1 giờ 30 đến 5 giờ 30, tối từ 7 giờ đến 10 giờ 30. Có tháng tôi lồng tiếng đến 27-28 ngày, đến nỗi chỉ từ nhà đến phòng lồng tiếng, từ phòng lồng tiếng về nhà. Có những hôm mệt quá, thiếp đi trong phòng. Dù là ngôi sao lồng tiếng nhưng dường như khán giả ít nhớ tới Vĩnh Sương. Tôi đã lồng tiếng cho 5 người đạt giải Bông Sen và Cánh Diều Vàng. Có người gọi điện ra cảm ơn nhưng có người cũng không một lời. Anh nói, từ việc khi làm kinh doanh thì Vĩnh Sương cũng nghỉ luôn công việc lồng tiếng. Đến giờ thì Vĩnh Sương hài lòng với vai trò là ông chủ quán và ông chủ của gia đình của hai cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn anh, hình ảnh một nam ô tô điên ngày nào đã không còn. Giờ ông chủ quán đã lâm râm sợi bạc, hàng ngày cầm cùi phục vụ khách hàng. Hiện nay thì công việc kinh doanh của nam diễn viên đang rất thuận lợi. Hỏi anh có ý định quay lại với nghề diễn nghèo không? Anh cười, gia đình tôi không có truyền thống kinh doanh nhưng có truyền thống nghệ thuật. Bố là diễn viên múa, mẹ cũng là học sân khấu điện ảnh từ trước giải phóng nên từ bé tôi đã thích nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh là bỏ hẳn nghề nhưng với cá nhân tôi thì đó là cái nghiệp. Tôi không bao giờ từ bỏ mà chỉ tạm dừng thôi. Khi nào con cái lớn, kinh tế ổn định, không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền thì tôi sẽ quay lại. Và tất nhiên nhiều người sẽ đặt câu hỏi đến bao giờ thì đủ. Người ta sẽ rất khó trả lời nhưng với cá nhân tôi thì tự biết đâu là thời điểm thích hợp, thời điểm cực kỳ quan trọng trong quyết định của mỗi người. Tất nhiên là lúc trở lại sẽ không phải với tâm thế của 20 năm về trước nữa. Khi đã có hậu phương vững chắc cả về vật chất và tinh thần thì tôi sẽ lại toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Ngày xưa ai giao vai gì thì cũng nhận, người cứ thấy người ta mời là lao đến là làm. Nhưng bây giờ sẽ dành thời gian để chọn vai, vai nào thực sự thích, thực sự hay thì mới nghiên cứu cách diễn và nhận lời. Không còn gánh nặng nỗi lo đau đáu rằng hôm nay lồng tiếng phục thêm được mấy trăm nghìn, buổi trưa tranh thủ 1-2 tiếng nghỉ để đi học quảng cáo thì người nghệ sĩ mới phiêu. Và biết đâu khi tôi 50 quay lại màn ảnh, không còn cái non nớt của tuổi thanh xuân đôi mươi, lại có sự chín chắn, từng trải và tâm thế, tự tôi sẽ thăng hoa trong diễn xuất và nổi lên như một ngôi sao thì sao? Suốt 4 năm rời xa nghệ thuật thì nam diễn viên cũng có lúc sợ yếu lòng. Và 4 năm qua tôi không dám lên nhà hát để xem tổng duyệt bất cứ một vở nào. Vì sao ư? Vì nếu đến thì em thì tôi sẽ rất nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn sân khấu. Duy nhất lần gần đây khi công việc đã ổn định, lại chơi rất thân với đạo diễn Trịnh Mai Nguyên nên tôi có mang hoa đến xem lễ tổng duyệt và chúc mừng tốt nghiệp. Còn đâu là tôi trốn hết. Vì sợ biết đâu nhớ quá lại quyết định vứt bỏ tất cả những thứ mình đang làm để quay lại. Và nghệ thuật là thứ gì đó rất đam mê, còn nhà hát là nơi cực kỳ gắn bó. Nếu không vì con thì chắc chẳng có gì dứt tôi ra khỏi nhà hát. Thời gian gần đây, Vĩnh Sương thường được nhắc tới với hình tượng võ sư nhỡ trong series phim hài Ván Cờ Vồ. Trong phim, anh là một chàng trai giỏi võ, hiền lành, có tình yêu rất sáng với một cô thôn nữ do Trương Tùng Lan đóng. Trong phim thì Vĩnh Sương gây ấn tượng với vẻ ngô nghê nhát gái. Dù nhiều lần bị cô thôn nữ Trương Tùng Lan gợi ý đòi hôn, nhưng Vĩnh Sương đều ngơ ngác từ chối, khiến nhiều người tiếc rẻ và thốt lên, người đâu mà đục thế. Quen mặt khán giả với kiểu nhân vật trai quê hiền lành, chân chất nên nghệ sĩ Vĩnh Sương sẽ trở thành một chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thành Đông trong bộ phim Đấu Trí. Ông Đức là người quản giao, luôn tính toán về mặt kinh tế và sẵn sàng đánh đổi để đạt được mục đích. Sau hơn 20 năm trong nghề thì Vĩnh Sương bỏ túi nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Hòa Mi Về Tổ, Những Người Bạn Học, Bức Đại Từ, Hà Nội 12 Ngày Đêm. Quá lâu rồi tôi không đóng một vai dài nên căng thẳng và áp lực. Vai của tôi rất khó, lời thoại tâm lý khó, tâm lý nhân vật cực kỳ phức tạp và lật mặt liên tục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm like, đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.